không, bây giờ cái tàu dừa nó như gì ha, mình mắm xong một hàng rồi bắt đầu mình lên. Bây giờ mình nếm bên đây bao nhiêu cộng, bên đây bao nhiêu cộng là mình tăng là ở giữa, hồi nãy nếm rồi là ở đây ngay giữa đúng không, rồi bắt đầu á mình bấm, cao hay thấp á thì tùy mình thôi. Cái độ ấm này nó hơi bị giờ mình bấm khoảng bao nhiêu là tùy của mình nha, ví dụ như mình xuống sâu á là một hồi á nó sẽ đụng cái đầu nên mình bấm vừa thôi đó. Bắt đầu mình bấm cho nó cái đầu bấm mình giảm thì chứ nó có nhiều loại đầu bấm xài thì bấm không bật mình bấm hồi nãy thấy đầu bấm là không thích rồi đó. Nó còn khi nhưng mà rồi bây giờ cái này qua đây nó cũng chưa đủ đâu, mình nói cái này chút nữa nè. Là ví dụ như mình bấm từ từ thì mình thấy là bắt đầu là mình bắt ở giữa rồi bắt đầu mình tới đó mình ngưng này ha. Ví dụ mình xuống đây mình cảm thấy nó nhỏ là mình bấm thêm nữa, nhưng mà mình cảm thấy vừa mắt là thôi, chứ không biết sao hiếm tại vì vừa này mà. Cái điểm nó cũng khó lắm, mai mốt mình không biết làm điểm gì đó. Rồi bây giờ rồi bây giờ bấm tới đây rồi tới đây mình ngưng nha. Thôi giờ mình điểm luôn đi, mai mốt có gì mình chỉnh sao, phải không? Ví dụ như đây mình bấm 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 cái hàng thứ hai bấm 6 cái thôi, nói gì cho dễ đi rồi bắt đầu mình bấm tiếp đúng không, nói gì cho nó rõ đi chứ để nhớ nhớ nó khó lắm. Hàng thứ hai bấm 6 cái thôi, rồi bấm xuống, bấm xuống như nào mà cái đuôi này nó nhọn thôi hiểu không. Đó 6 cái rồi thấy không, rồi giờ mình cứ bấm tiếp. Khi lúc bấm á, là mình đừng có cho nó chảy dài gì, nó xấu lắm, mình canh ngay giữa, mình để lên trên xíu là nó sẽ không có chảy. Đó là mình quyết định đó, là bấm 6 cái. 6 cái này á, theo mình nghĩ là nó cũng vừa rồi, chứ mà nếu mà nó thấp quá là một hồi á nó bị đụng đầu người ta, nếu mà mình làm cao mình có thể mình làm hơn cũng được. Đó là 6 cái, và mình điểm ở đây mình cũng bấm vào bệnh 6 cái luôn. Rồi ok. Đó, bây giờ đó là mình hắt ở đây qua đây á, cái hàng trên là mình bấm đều đi, hàng dưới á là mình canh ngay chỗ giữa nè. Giữa hai bên đây, cái mình đi qua đây là 1 2 3 4 5 6 6 cái. Ví dụ như 6 cái á, là mình nhìn á một hồi á là nó khoảng ở tầm này. Là cái màn của mình á, nó ở tầm này. Ví dụ mình thấy vừa mắt mình á thì mình làm, còn không mình làm 7 cái cũng được. Nếu mà thôi mình giờ làm 6 cái thôi. Nếu mà mình làm nhiều quá cỡ chừng 10 cái á, là nó sẽ xuống tới đây rồi một hồi nó qua bên kia nó bị phức tạp lắm. Nên mình làm 6 7 cái thôi nha. Thì bây giờ á mình làm 6 cái qua đây, mình làm 6 cái vẫn được. Mình làm 5 cái cũng vẫn được, nhưng mà thôi mình làm cũng 6 cái giống vậy đi. Rồi quyết định như vậy ha. Tại vì cái màn giữa có thể nó lớn hơn cái màn bìa này chút xíu cũng vẫn được nữa, nhưng mà bây giờ đó mình làm bằng nhau ở coi sao, coi tình hình nó sao đã. 1 2 3 cái hàng giữa có thể là cái hàng giữa 6 hàng này thì 5 cái cũng được nữa. Còn hồi nó như qua bên đây mình làm tiếp, chứ mình làm hết thì hồi bên đây cũng có làm 1 2 3 4 5 rồi là làm 5 cái. Thank you.
Nếu mà tốt nhất á, là 6 với 6 anh sẽ bằng với nhau á, nhưng mà mình làm thử 5 cái đi rồi hồi mình cảm thấy những cái sai cái gì đó thì mình sẽ nói ra. Ví dụ mình đang làm 5 đúng không, mình muốn 6 thì mình bắt thêm miếng nữa thôi chứ đâu có quan trọng đâu. Nên á, bây giờ mình trước mắt mình làm 5 đi rồi mà mình tính tiếp. Sao nó mới bằng như đây phải không? Ừ, đó ý là vậy đó. Nên á, để mình làm cái này đi rồi mình tính tiếp là đó rồi. Đây là mình cũng đẹp luôn ha. Rồi, bấm. Rồi, bây giờ mình bấm tới đây ha. Còn làm giống nhau thôi. Lần này nó thiếu nè, bắt đầu cái thường mình tước ra nó được hai tàu á, cái mình lấy tàu kia cái mình xé ra gì nè mình làm. Còn cái này mình lấy dở cái nhỏ nhỏ này đi, nếu mà được cái bự thì tốt à, thì cái nhỏ nhỏ này mình để ở trong trung tâm này, cái mình lấy hai cái bự bự đây này đặng mình dễ thắp đấy, cái mình bắn ra mấy hoài nè, nếu mà có bự không thì khỏi cái chê là cứ có bự bắn bự hết à, rồi bắt đầu mình bắn lên như kia thôi nha, nó nhỏ thôi hả. Mình nhớ quay cái bìa này qua bên đây là để cho nó dễ dính hơn nha. Mình đừng có quay bìa này, mình quay bìa này qua đây. Cắt bỏ đây. Ví dụ như cái này còn xài được là chút cái mình bỏ qua bên đây. Còn bây giờ này thì mình làm tiếp cái này đi. Mình bắn vừa thôi. Bằng cái test ra đi, cái tình thứ ba này bằng test ra đi nhét vô thôi. Không có cần to đâu. Nhưng mà to quá bên đây nó đụng với bên đây thì nhìn nó cũng mắc đẹp nữa. Thì nó hơi xa xa tí. Ô mà cái màn gì là cũng gần xong rồi đó, đâu có gì đâu thì không vẫn có một màn một nè. Là cũng như xong rồi đó, mình đi hết cái này nữa là xong rồi. Nếu mà mình có nhiều lá á, là lần này một hồi là mình chắp vô nha, mình chắp nhiều vô thì nó sẽ bự ra nó càng đẹp thôi, còn ít lá thì thôi. Đó đây là mình quấn lên bỏ bỏ cái này lên chút xíu đó cho nó tròn tròn chứ đó, quấn hai lên cho nó nhanh. Đây rồi là mình xử lý cắt thì tính sao đi. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua bên đây ha. Và bây giờ bên đây cũng y như vậy thôi. Rồi bây giờ bắt đầu á là phút gần đây á thì hồi nãy mình cũng quên chỉ bây giờ đồng chỉ nè. Mình chừa cái lỗ nhỏ, cái đường nhọn này lại. Chừa cái đường nhọn này lại mình lấy như đây thôi. Đúng không? Đó, xong bắt đầu á mình canh ngay chỗ này nó bằng nhau nè. Rồi. Mà chỗ này cái lỗ nó hơi to nè, mình lấy cái tay nó ngắn cái chỗ này xíu xíu. Ngắn thiếu là cho nó hạn chế được bớt. Rồi bắt đầu cái mình thấy cái đường này nó bằng với nhau nè, nó mình xem cái này nó bằng với nhau. Mình nhớ là bên đây là cái mặt tiền á là màu xanh nha, còn bên đây nè cái này với cái bên mấy lọt là nó mau héo lắm. Bên đây mình cho nó màu xanh. Đó là mình cứ bắn vô thôi. Bắn gì gì cho nó chắc. Đằng này cũng vậy, đằng này là mình cũng chừa lại cái đuôi lại đó là mình nắm từ đây. Đây cho nó hẳn vào ảnh nha, đừng có xuống gì nha. Nó hẳn rồi. Ví dụ như hai đứa né mình cho nó xuống gì thì hồi nó cũng
tùy tùy mà con cái nó giống nhau thì không đến nổi, tại bên đây xuống bên kia xuống, nhưng mà thôi mình làm bằng đi, làm bằng băng ví dụ cái đường này nó thích cái đường xa lắm. Ví dụ như giờ bắt đầu mình quấn ở đây thì dễ rồi, tại đây nhiều lá nè, còn ở đây thì mình phải chim lá thêm vô nha. Bây giờ đó mình làm ở đây trước đi, rồi nhỏ nhỏ thôi nha, không cần bự đâu, bự rồi mất công nó dư qua bên đây nó đụng nhau nó không đẹp đó. Cái này mình cắt đi nha, đừng để mất công nó nhiều quá nó lòng hồng. Rồi ngay trung tâm luôn hả? À, dặn về hả? À, đâu có sao. Cái khúc này là để mình kết thúc cái chỗ này luôn nha cả nhà. Bây giờ bên kia mình cũng bắn giống như vậy thôi, thì mình muốn cho nó dày chỗ này, nó dày thì có thể mình kim vô thêm đặng một hồi á nó sẽ dày hơn. Ví dụ như mình có lá nhiều đó mình kim vô, mình kim mình gỡ dở cái này lên nha, đừng cho nó nằm bên trong nha. Đó cái này với em nó làm mà nó bị bung lại chưa. Mình quay qua đây rồi, còn đây là nếu mình cảm thấy dày thì thôi đây nè đó, nhưng mà quan trọng là cái chỗ hai cái đầu này nè, hai cái đầu này là hai cái thuyền nó, mình cho nó dày thì còn dày vô nha, để cho nhìn thấy động đài chút xíu. Ví dụ như đây nè, không nhiều thì mình đắp thêm vô nữa, tại vì hai cái mí này mình để cho nó xả xuống á, nên mình đắp thêm vô. Rồi. Thì bây giờ mình vừa hai chỗ này lại, cái này mình cắt bớt thôi, vừa cái tầm của mình thôi. Ví dụ như nó đây cũng vuông đó, đây vừa cái miếng của mình thôi đó, đầu bắt đầu á. Này mình muốn cho nó vuông ít đó, thì mình bớt nó lại nè, bớt cái chỗ này lại nè, cho nó thẳng xuống thôi đó. À, còn không bớt cũng chạy nó chạy đâu chạy, nhưng mà thôi mình có bớt xuống đây. Rồi đằng đây cũng y vậy thôi. Mình cắt vừa cái miếng của mình thích hợp thôi, mà đừng có cắt cao đây nha, xấu nha. Rồi cái này rồi đi vừa rồi đó. Hai bên đây là mình để cho dài xuống, còn cái này không quan trọng, cái này mình cắt đi cũng được, mình cắt sẵn mình lấy cái tại cái này biết sao nó nằm sát cái trụ rồi, nó che ở rồi nè đó, nên mình không có xấu gì cũng không sao á đó. Đó mình để cũng được. Rồi chủ yếu là bên đây, từ bên đây đổ qua là mình quyết định vậy nha. Cái lá này nè mình cắt mình để dành hết đó, mình nhét cái đây thêm cho nó to, chỗ này nó cũng đẹp nè. Rồi quyết định vậy đi.